2020 Bitches, Alex, Nash, Debito, Huang in the house, Alter, jetzt wird abgefuckt, man. Let's go. Hola, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với chuyên đề về hàng đẳng thức. Ngày hôm nay thì mình đến với dạng 3 trong chuyên đề liên quan đến hàng đẳng thức số 1-2, bình phương của một tổng và bình phương của một hiệu. Thế bài ngày hôm nay của chúng ta sẽ tập trung vào việc giải quyết các bài toán số học. Bài toán số học thì chủ yếu tập trung vào số chính phương, số nguyên tố và quan hệ chia hết. Nhưng mà tuy nhiên thì chúng ta sẽ tập trung vào số chính phương và số nguyên tố nhiều hơn. Thế thì chúng ta cùng nhắc lại về số chính phương. Số chính phương là bình phương của một số tự nhiên. Và thứ hai là số nguyên tố là số tự nhiên lớn 1 và chỉ có hai ước là 1 và chính nó. Bình phương của một số nguyên cũng được đúng không nhỉ? Rồi ok, không vấn đề gì. Nó có thể là mở rộng hơn về mặt định nghĩa. Nhưng mà thôi. Ví dụ như là 1, 4, 9, 16, 25 là các số chính phương đấy. Mình sẽ có một cái chuyên đề cụ thể về số chính phương hay số nguyên tố để cho các bạn làm các bài tập khai thác vận dụng nó dễ dàng hơn. Tuy nhiên trong cái trường hợp này thì chúng ta chỉ nghiên cứu ở cái mức sử dụng hàng đẳng thức mà thôi, chứ không phải là dạng tổng quát, đúng không? Rồi chúng ta cùng vào với loại số 1 của bài toán số học sử dụng hàng đẳng thức nhé. Ví dụ 1 là chứng minh rằng là số A là 1111 có 2n chữ số và 4444 có n chữ số cộng 1 là một số chính phương. Thế thì các bạn thấy rằng A là một số tự nhiên đúng không? Bây giờ mình phải biểu diễn được số A này dưới dạng một số chính phương, có nghĩa là mình phải chuyển về bình phương của một số tự nhiên đấy. Thế câu chuyện là như nào? Thì đầu tiên có lẽ là chúng ta sẽ phải trang bị một chút về những cái bài tập, kiến thức về bài tập liên quan đến cái dạng mà có n chữ số giống nhau như này. Chúng ta phải có trang bị về mặt kiến thức đã. Ví dụ như là chúng ta sẽ có một cái số 9999 này. Ví dụ nhá, như là 4 số 9 này đi. Thì chúng ta sẽ thấy nó sẽ bằng là 10 mũ 4 trừ 1. Còn đây là có 4 số 9. Đúng chưa? Thế thì bây giờ là những cái số 1111 này thì làm nào? Thì mình sẽ chia cho 9 đi. Chia cho 9 đi. Ví dụ như 1111 nhá. Thì mình sẽ lấy 10 mũ 4 trừ 1 chia cho 9 đi. Thì mình sẽ ra được cái số toàn những cái số 1 giống nhau như thế này. Thế bây giờ mà mình muốn tất cả các số giống nhau nhưng mà là số ví dụ như số 2, số 3, 4, 5, 6, 7, 8 thì chúng ta sẽ nhân thêm vào. Ví dụ như là mình cần 4444 nhá. Có 4 số 4 đúng không? Thì mình sẽ nhân thêm vào 4 nhân với 10 mũ 4 trừ 1 trên 9 kiểu vậy. Thế tổng quát lên thì như thế nào? Thế thì là nếu mà có rất nhiều các số 9, mình làm số 9 trước đi, 9, mà có n chữ số đi, thì mình sẽ bằng là 10 mũ n trừ 1, đúng chưa? Mà bây giờ là mình có rất nhiều các số 1 đi, n đi, thì mình sẽ bằng 10 mũ n trừ 1 trên 9, đúng không? Tương tự như vậy, thì chúng ta cũng sẽ có được các số 4 này thôi. Bây giờ chuyển về số chính phương như thế nào? Thì chúng ta sẽ quan sát này. Việc đầu tiên là chúng ta sẽ biểu diễn là các cái con số 1 này. 2n thì sẽ bằng là 10 mũ 2n trừ 1 trên 9. Đúng chưa? Còn số 4 nó có n số thôi. Thì là 10 mũ n trừ 1 trên 9 nhưng mà nhân với 4 cộng với 1. Đúng không? Cộng với 1 nữa. Thế như vậy số A ấy, thì các bạn sẽ thấy rằng là bằng 1, 1, 1. Thôi sẽ bằng là 10 mũ 2N trừ 1 trên 9. Cộng với 4 nhân với cả 10 mũ N trừ 1 trên 9. Cộng 1. Được chưa? Và A bây giờ mình sẽ biểu diễn thành là 10 mũ 2N. Cộng 4 nhân 10 mũ N. trừ 4 này cộng 9 là bằng cộng 4 đúng không? Trên cho 9. Như vậy A sẽ bằng là 10 mũ n cộng 2. 10 mũ n cộng 2 tất cả bình trên 9
Bây giờ mình sẽ chuyển về chính phương là 10 mũ n cộng 2 trên 3 tất cả bình. Ok, đã là một số chính phương rồi. Nhưng các bạn để ý nhé, mình phải chỉ ra thêm là muốn là số chính phương ý, thì 10 mũ n cộng 2 phải chia cho 3 đã. Thì mình dễ thấy rằng là 10 mũ n cộng 2 thì chắc chắn chia cho 3 rồi, bởi vì tổng các số chia cho 3. Đó, ngoài ra thì mình cũng có thể biểu diễn được dưới dạng một số tự nhiên nữa. Như 10 mũ n cộng 2 trên 3 thì mình có thể đặt phép chia để có thể ra được quy luật. Thì đó, các bạn cứ thử mà xem nhá, được không? Như vậy là mình đã hướng dẫn xong cho các bạn ví dụ câu 3 rồi đấy. À, ví dụ 1 rồi đấy, đúng không? Thế bây giờ là lời giải. Đầu tiên là mình sẽ phải biểu diễn các số 1 giống nhau, là 10 mũ n trừ 1 trên 9 là bằng A. Thứ hai là toàn những số 1 và 2n thì là 10 mũ 2n trừ 1 trên 9. Toàn những số 4 thì sẽ là bằng 4A. Đấy, mình viết ngắn gọn thôi. Thì như vậy A thì sau khi mình biến đổi sẽ là 10 mũ n cộng 2 trên 3 tất cả bình. Và khi đó là 10 mũ n cộng 2 chia cho 3 nên A là số tự nhiên. Và khi đó thì A sẽ là số chính phương. Nhiều bạn thì mong muốn là như thế này. Bây giờ là muốn gì nhỉ? Muốn hỏi là cái số 10 mũ n cộng 2 trên 3 này là số nào? Thì các bạn sẽ thấy rằng là tổng lại đúng không? 10 mũ n thì như vậy là có n trừ 1 số 0. Đúng chưa? Bây giờ mình chia cho 3. Chia cho 3 cái cộng này được 3. Tiếp tục dư 1 đúng không? Hạ 0 xuống lại được 3. Như vậy là có rất nhiều số 3. Và cuối cùng là hạ 1 xuống 2 thì đây là được 4. Như vậy cái số này ý, nếu viết ý, thì nó sẽ bằng là 3 3 chấm 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 3 4 tất cả bình. Câu chuyện là bây giờ là có bao nhiêu số 3 tất cả. Thì các bạn để ý nhá, là có n trừ 1 số 0. À, n trừ 1 số 0. Và bắt đầu đếm đây là 1 này. Đấy. Thì lúc đó thì mình cũng sẽ có một số 3. Đến cuối cùng này thì là n trừ 1, đúng không? Thì mình cũng có đến cái số cuối cùng này. Đúng chưa? Thì như vậy là mình có n trừ 1 số 3. Đó, được chưa? Chắc chắn nó là một số tự nhiên rồi. Nếu bạn nào không chứng minh chia cho 3 thì bắt buộc các bạn sẽ phải biểu diễn như này. Được chưa nào? Rồi, ok. Chúng ta cùng chuyển sang ví dụ số 2 nhé. Chúng ta cùng đến với ví dụ số 2. Chứng minh rằng số 4444 tan 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 9. Trong đó là có n số 4 và n trừ 1 số 8. Viết được dưới dạng bình phương của một số tự nhiên. Bình phương của một số tự nhiên thì chính là số chính phương rồi đúng không nào? Thì việc đầu tiên là chúng ta sẽ phải chỉ ra là những cái con số cơ bản như lúc nãy thôi. Cùng dạng thôi đúng không? Sẽ là 1, 1.1. Đây là có n số 1 này. Thì sẽ bằng 10 mũ n. Đúng không? Viết thế nào nhỉ? 10 mũ n trừ 1 trên 9. Đúng không? Bây giờ lại các bạn để ý là cái số này thì nó lại là số ghép cơ. Đấy. Số ghép thế thì bây giờ mình nếu mình vẫn cứ cố làm theo như thế này thì nó hơi căng đấy. Các bạn có thấy nó căng không? Không biết các bạn có thấy các bạn có để ý được cái mức độ khó chịu không? Thì nếu mà mình biểu diễn như này nhé, thì sẽ 4444 nhá. Đây là có n số này thì sẽ là 4 nhân 10 mũ n trừ 1 trên 9. Đúng không? Còn số 8888 cộng 1 đi. Đây là có n số 8 đi. Sẽ là 8 nhân 10 mũ n trừ 1 trên 9. Chứ là mình cứ thử làm theo cách kia đã. Như vậy số C thì bây giờ mình sẽ được bằng là 4 nhân 10 mũ n trừ 1 trên 9 nhân với cả 10 mũ n cộng với 8 nhân 10 mũ n trừ 1 trên 9 cộng 1. Đúng chưa? Rồi, bây giờ mình phải thu gọn đi. Vì cái cộng này lại có 10 mũ n nữa. Thế nên là nó hơi bị dài dòng. Thế sẽ là 4 nhân 10 mũ n này trừ 4
Xong rồi tất cả nhân với 10 mũ n tiếp. Cộng với 8 nhân 10 mũ n. Trừ 8. Cộng 9. 9C ở đây. 9C bằng 4 nhân 10 mũ 2n. Trừ 4 là cộng 4 nhân 10 mũ n cộng 1. Ồ thì may mắn quá nhỉ. 2 nhân 10 mũ n cộng 1 tất cả bình. Như vậy đây là số chính phương rồi. Vậy là chúng ta cũng có thể dùng cái cách hôm trước để chúng ta làm. Tuy nhiên thì bài này thì mình có muốn giới thiệu cho các bạn một cái phương pháp khác. Thì nó sẽ gọn hơn một tí. Gọn hơn một chút. Không biết mình có nhầm lẫn gì không nhỉ? Mình ngắm lại tí nhé. Thêm số 9 cộng thêm 1. 4. 4 chứ 8. Chắc là đúng. Hiện tại giờ thì mình vẫn chưa thấy có vấn đề gì. Chia 3 nữa mà. Chỗ này phải chia 3 nữa. Rồi, ok. Thế giờ còn có một cái hướng khác là như này. Hướng đấy viết đâu rồi? Viết như này đi. Viết ở dưới này đi nhá. Thì 1, 1 này. 1 có n số 1. Thì mình sẽ đặt cỗ này bằng A đi. Thì từ đây mình sẽ suy ra 10 mũ n sẽ bằng 9a cộng 1. Hợp lý không? Thay vì mình viết là 1111 này bằng 10 mũ n trừ 199 thì mình sẽ viết là 10 mũ n bằng 9a cộng 1. Đúng không? Như vậy số 4444 như thế này. 88 này. 89 như thế này. Thì mình sẽ viết được rằng là 4444 nhân 10 mũ n cộng 8888 cộng 1, đúng không? Có n rồi số hết. Giờ sẽ bằng. Thì cái cộng 444 này thì chính bằng 4a. Đúng không? Nhân 10 mũ n cộng với 8a cộng 1. Đúng chưa? Rồi. Thì bây giờ 10 mũ n thì các bạn biết rằng là mình lại có công thức trên này. Đây. Bằng 9a cộng 1. Thay bằng 9a cộng 1 vào. Cộng với 8a cộng 1. Như vậy là bằng 36A bình cộng 4A cộng 8A cộng 1. Và bằng 36A bình cộng với 12A cộng 1. Thì đâu đó nó chính bằng là 6A cộng 1 tất cả bình đấy. Đấy. 6A cộng 1 thì nó chính là bằng 6... chấm 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 6, 7. Đây là N trừ 1 đúng không? Tất cả bình. Còn cậu này thì sao? Nói chung là cũng ra thôi. C sẽ bằng là 2 nhân 10 mũ n cộng 1 trên 3 tất cả bình. Thì các bạn chia ra thì nó cũng sẽ ra được 6667 này thôi, đúng không? Nhưng tuy nhiên là cách thứ hai thì lại sẽ là một cách xử lý khác so với bài số 1 thì cũng rất là tốt, đúng chưa? Vậy mỗi một bài cho ta một cái kỹ thuật để xử lý những cái dạng của n thừa số vậy. Cũng rất là hay, đúng không? Sau đây lời giải. Lời giải này thì mình viết theo lời giải của cách số 2. Chính là đặt 1111 bằng A thì suy ra 10 mũ n bằng 9A cộng 1. Tương tự như vậy thì mình cũng sẽ có được hàm đẳng thức là 36A bình cộng 12A cộng 1 thôi. Và sẽ suy ra A từ đó. Vậy C là một là viết được dưới dạng chứ nhỉ? Viết được dưới dạng bình phương của một số tự nhiên. Rồi, ok. Thì thôi. Xong rồi các bạn. Các bạn có thể thêm C ở đây. Mà thôi. Dài dòng. Được chưa nào? Chúng ta cùng chuyển sang ví dụ số 3 nhé. Ví dụ số 3 có nội dung như sau. Cho M là bằng 1112K. N là 444K. Và chứng minh rằng là M cộng N là một số chính phương. Cộng thêm 1 nữa. Thì cũng gần giống cái kiểu kia đúng không? Thực tế thì cái đề bài người ta cho các dạng kiểu khác thôi. Chứ còn nếu các bạn hiểu ra ấy, thì nó cũng chỉ là ghép các số 1 với các số 4 lại với nhau và thêm một đơn vị. Đây là 5 này. Thì cái ví dụ số 3, ví dụ số 2, ví dụ số 1 là các ví dụ giống hệt nhau hết. Tuy nhiên thì với các cách diễn đạt khác nhau thì cho ta những cái hiểu và cách làm khác nhau thôi. Chứ còn theo mình thì nó giống vậy. Thế bây giờ là mình muốn
các bạn muốn mình chữa chữa theo cách nào. Đấy, quan trọng là chữa theo cách nào. Mình thì mình thích cách hai. Cách hai nó sẽ rất là gọn, cực gọn luôn các bạn. Trong trường hợp này thì nó có bình phương ở đây. 2K với K thì nó sẽ bị chênh một chút. Chênh một chút thì có lẽ là mình sẽ phải sử dụng cách số 1 hơn là cách số 2. Được không? Như vậy nhé, là 1, 1, 1, 2K ấy, thì mình sẽ bằng là 10 mũ 22K trừ 1 trên 9. Đúng không? Còn 4, 4, 4, 4 thì mình sẽ bằng được là 10 mũ K trừ 1 trên 9 tất cả nhân với 4. Được chưa? Như vậy là M cộng N cộng 1 thì mình sẽ quy đồng lên thôi. 10 mũ 2K trừ 1 cộng 4 nhân 10 mũ K trừ 4 cộng 9 trên 9. Đúng không? Và kết quả thì xin thưa giống hệt ví dụ 1 thôi, là 10 mũ K trừ 2 trừ 2, đúng rồi, trên 3 tất cả bình. Đấy, giống hệt. Chứ cộng cộng đi. Và 10 mũ K cộng 2 chắc chắn chia cho 3. Như vậy câu ví dụ 3 này với ví dụ 1 là giống hệt nhau về mặt quan điểm, về mặt ý tưởng. Tuy nhiên thì cái đề bài và cách diễn đạt thì nó lại hơi khác nhau một tí. Nếu bạn nào mà không phát hiện ra được thì sẽ giải nó hơi dài một chút, nhưng mà không vấn đề gì cả, đúng không? Luyện tập một chút cho nó quen cũng không ảnh hưởng gì, đúng không nào? Rồi, như vậy lời giải chi tiết này thì ta có là 1111 thì bằng 10 mũ K trừ 199. 1111 thì 4A. 2K thì 10 mũ 2K trừ 199. Và 4444 thì bằng 4A. Như vậy là M là như thế này và N là như thế này. Đương nhiên là dễ rồi. Sau đó các bạn cộng lại thì ra số chính phương thôi. Như vậy là nếu bạn nào để ý thì nó sẽ giống hệt như ví dụ số 1. Đúng không nào? Bây giờ chúng ta cùng chuyển sang ví dụ số 3 nhé. À, ví dụ số 4 nhé. Nội dung của ví dụ số 1 là cho số A là 111222 5 có 2023 số 1 và 2024 số 2. Như vậy là không phải cho N với K cụ thể rồi. Với những cái bài ví dụ số 123 kia thì nếu mà chúng ta là năm 2022 hoặc 2023 ấy, thì các bạn cứ cho 2022 hoặc 2023 thôi. Ở đây thì là N với N cộng 1, đúng không? 2023 với 2024. Chắc là cũng không ảnh hưởng đến vấn đề giải bài tập đâu. Tuy nhiên thì chúng ta cứ thử nhé. Với một trường hợp ví dụ cụ thể như này thì làm nào? Thế bây giờ để biểu diễn thì có lẽ là chúng ta sẽ làm theo một cái hướng khác đi. Tuy nhiên là làm theo các cách kia thì nó vẫn ra được thôi. Bây giờ thì có lẽ là mình sẽ làm một cái cũ trước xong rồi cái mới sau nhé. Cách số 1 thì có 2023. Đúng không? Rồi. Thì sẽ bằng là 10 mũ. À thôi, có lẽ là mình sẽ chơi kiểu tổng quát đi, cho nó dễ chịu. Xong rồi mình thay 2023 vào nhá. Đây mình cho là N đi. Từ 10 mũ N trừ 1 trên 9 đi. Đúng không? Còn các số 2 thì sẽ là bằng có 10 mũ 24 số 2 cơ. 10 mũ N cộng 1. Trừ 1 trên 9. Nhân với cả 2. Đúng không? Như vậy số A của mình sẽ bằng là 10 mũ N trừ 1 trên 9 này. Nhân với cả 10 mũ N cộng 2. Ừ. Bởi vì đây là 24 mà. Thêm số 5 nữa là 25. Đúng không? Như vậy sẽ là N cộng 2. Mình làm được cái tổng quát cho nó dễ chứ không viết 2023, 2024 giải của xứ được. Kiểu vậy.
cộng cả 10 mũ n cộng 1 trừ 1 trên 9 nhân 2 nữa. Thì để là 2025 đi. Thì n cộng 2 đi. Được không? N cộng 2 đi. Còn đây là cộng thêm 3. Đúng chưa nào? N cộng 2. Ok. Được đúng không? Đây là n cộng 1 này. N cộng 2. Rồi ok. Như vậy A sẽ bằng này. Bây giờ mình nhân vào thôi. Mình hạ xuống 10. Thì sẽ là 10 mũ 2. Thôi kệ đi. 10 mũ 2N cộng 2. Đúng không nhỉ? Đúng rồi. Trừ 10 mũ N cộng 2. Cộng 10 mũ N cộng 2. 2 lần. Trừ 2. Xong rồi cộng với cả 93, 27. Nhân 9 vào đây. Rồi. Thì bây giờ thu gọn đi. 9A bằng 10 mũ N cộng 1 tất cả bình. Ở đây thì rút thu gọn đi một tí thì còn là cộng với 10 mũ N cộng 2 cộng là 25. 9A bằng, đến đây thì biến đổi như nào thì các bạn để ý đây là 10 mũ N cộng 1, ở đây là 10 mũ N cộng 2 thì mình hạ một con số 10 xuống đúng không? Hạ con số 10 thì chính là 2 nhân 10 mũ n cộng 1 nhân 5. Vừa sinh luôn. Đúng chưa? Đấy, hạ một con số 10 xuống. Vậy kết quả là bằng 10 mũ n cộng 1 cộng 5 trên 2. Đó, các bạn thấy thế nào? Cũng rất ổn đúng không? Câu chuyện thì cũng không có gì đáng nói cả. Tuy nhiên có một cái hướng, nó chính là cái số 2023 với 2024 này thì nó cũng không có ý nghĩa nhiều. Chúng ta có thể để dạng tổng quát là n với n cộng 1, n cộng 2 cũng được. Giải thì có khi nó sẽ tốt hơn. Sau đó mình thay n vào thôi là xong. Giải kiểu tổng quát. Tuy nhiên thì có một cái hướng khác là như này. Các bạn có thể nhân 9 luôn vào. 9A vào luôn. Đối với cái số là A bằng nhé. 1, 1, 2, 2, 5. Mình nhân 9 vào. Mình nhân 9 và nhân ở cuối vào. Thì cuối chúng sẽ là 5 này. 9, 5, 4, 5 nhé. Bên 5 nhớ 4. 9, 2, 18 cộng 4 thì sẽ được lại là 2. Đúng không? Sau đó là 9 nhân 2, 18, 18 dư 2 mà cộng 2 và là 0. Chứ là không hết. Không hết. Xong rồi đến bắt đầu cái con số 1 này thì bắt đầu mới là 1. Xong rồi lại chia tiếp là 0, 0, 0, 0 hết. Xong rồi đầu tiên là 1. Như vậy là chúng ta theo công thức ý, thì chúng ta sẽ có 2022 số 0 và 2023 số 0. Đấy. Có nghĩa là n với n cộng 1 đấy. À, n trừ 1 và n đúng không? Cách này thì nó hơi khó một tí. Mình có một cái hướng, nó chính là nhân 9 vào. Nhân 9 ở đây. Đấy, có một cái hướng như vậy. Thế bây giờ mình sẽ có lời giải chi tiết cho các bạn nhé. Nhưng mà về cái cách mà mình nhân 9 vào, mình thêm phương pháp thôi. Quan trọng là mình thêm phương pháp thôi, chứ còn cũng không có ý nghĩa gì nhiều lắm. Bởi vì cách giải bên này nó rất là hay rồi. Ta có 9A thì sẽ biểu diễn như này. Sau đó thì chúng ta sẽ chuyển về bình phương. Đấy, chuyển về bình phương. Xong rồi hạ 10 xuống. Hạ bớt một con số 10 ra chứ. Vì đây 2025 thì mình chuyển về 2024 mà. Sau đó chuyển về hàm đẳng thức và ra thôi. Cách này thì vẫn hay hơn đúng không? Dùng số tổng quát vẫn hay hơn. Nhưng tuy nhiên thì chúng ta cũng có một cái cách để nhân 9 vào cũng được. Nhiều thầy cô sẽ đưa đáp án là nhân 9 và học sinh sốc quá. Nghe chả hiểu gì. Mà giải theo kiểu tổng quát thì học sinh sẽ dễ hiểu hơn. Đúng không nào? Và tiếp cận được nhiều bài toán hơn nữa chứ. Ok, thì bây giờ mình chuyển sang ví dụ số 5 nhé. Ví dụ số 5 thì có nội dung như sau. A là có 2008 số 1. Còn B thì có 2007 số 0.
chứng minh rằng là căn của A nhân B cộng 1 thì là số tự nhiên. Thì xin thưa thì căn của A cộng B, A nhân B cộng 1 là số tự nhiên thì chứng tỏ là cái biểu thức A nhân B cộng 1 là một số chính phương đấy. Đúng nào? Cái số 2007, 2008 này thì có lẽ là nó cũng chính là N thôi. Thì mình có thể khai thác như thế này. Đây là N cộng 1 đúng không? Đây là N. Nhiều khi với những cái bài này chúng ta giải theo kiểu tổng quát thì nó lại nhanh hơn rất là nhiều. Chứ chúng ta cứ... nhiều khi chúng ta cứ cố đấm ăn xôi giải theo cách 2008, 2007 dài lắm. Cái con số này các thầy cô lấy ngẫu nhiên thôi, đúng không? À không phải ngẫu nhiên mà theo công thức thôi. Thì bây giờ là 1111 này thì các bạn nhớ rằng là có thể biểu diễn là 10 mũ n trừ 1 trên 9. Ở đây là n cộng 1. Còn cái cậu dưới này thì nhân 5 à. Thì như vậy là bằng n số 0. Như vậy là 1000. Ở đây là có n cộng 1 số 0 này. Xong rồi tí nữa mình cộng 5 thôi, chả vấn đề gì cả, đúng không? N cộng 1 số 0. N cộng 1 trừ 1 trên 9. Ở đâu? 10 mũ n cộng 1 thôi. Xong rồi cộng thêm 5 nữa vào. Như vậy là A nhân B cộng 1 ý, thì sẽ bằng là 10 mũ N cộng 1 trừ 1 trên 9 nhân 10 mũ N cộng 1 cộng 5. Xong cộng thêm 1 nữa. Bây giờ mình quy đồng thôi. Nhân vào. Đây là có ngoặc nữa, đúng không? 10 mũ N cộng 1 tất cả bình này. Cộng... thu gọn nhé, 5 với cả trừ 1 là còn cộng 4 nhân 10 mũ n cộng 1 trừ 5 cộng 9. Các bài toán thì đều được dẫn đến một kết quả, đúng không? 10 mũ n cộng 1 cộng 2 tất cả bình, đúng chưa? Nhưng mà khai căn ra thì bằng 10 mũ n cộng 1 cộng 2. Như vậy là cũng tương đối là dễ, đúng không? Cũng không có gì khó cả. Sau đó thì mình sẽ thay N bằng 2007 vào thôi là xong. Đúng chưa? Đương nhiên là quên. Phải nhân 9 ở đây nữa. Đây, 9. Đấy, 9 nữa nhá. Không nhiều bạn lại nhầm. Lời giải này, lời giải của cái con 2008 kia nha các bạn nhá. Đầu tiên mình viết A thì bằng 1111, B là 10 mũ 2008 cộng 1. Sau đó mình tính thôi. Khai triển ra thì mình sẽ ra được đây là một số tự nhiên, đúng không nào? Như vậy là 5 ví dụ đầu tiên của mình kết thúc rồi. Bài ngày hôm sau thì mình sẽ giới thiệu thêm cho các bạn các ví dụ khác nữa. Giải quyết về vấn đề số chính phương. Nhưng mà sẽ là một dạng bài tập khác và một cách xử lý kỹ thuật khác. Còn bài ngày hôm nay của mình đến đây là kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn vào các ngày tiếp theo. Nếu chúng ta thấy hay thì nhớ bấm like và share cho mình nhé. Bye bye!